Và trong vòng thi thử thách của Học viện Cải Lương, các thí sinh của chúng ta sẽ phải trải qua một thử thách liên hoàn bao gồm thi, ca, vũ, nhạc, kịch. Sao trời làm cho đầy con thuyền sang bên người ta. Giọng hát khỏe nhưng mà phải cần một cái kỹ thuật. Là vì khi con la lớn nó thì bị chát. Trái thời trung yêu làm đầu. Mai, con mất yêu. Tại sao đi tìm một cái mối kịch bằng cách tự quỷ? Tại sao mày không phải là con tao? Tại sao? Câu chuyện như thế nào? Đón xem Học viện Cải Lương được phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật trên Today TV và YouTV, 20 giờ Chủ nhật trên kênh YouTube Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2024.